Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS, và trong video hôm nay thì Sơn sẽ review cho các bạn một ứng dụng không còn xa lạ với tất cả chúng ta nữa. Đây là ứng dụng về Go Live, và bạn có thể là sử dụng điện thoại smartphone của mình và có thể tạo được thêm thu nhập dựa vào cái việc bạn có thể lướt Facebook hoặc là sử dụng Instagram để mình có thể kiếm tiền triệu cực kỳ dễ dàng. Và Sơn đã từng review về cái ứng dụng này cách đây 4 tháng, tuy nhiên là Sơn chưa có từng chia sẻ về cái cách là sau đó thì chúng ta có thể rút được tiền về từ ứng dụng này về tài khoản ngân hàng hay tài khoản Momo của chúng ta thành công. Nên video ngày hôm nay thì Sơn sẽ tận dụng nó và sau đó Sơn sẽ rút tiền về cái tài khoản ngân hàng của mình nha các bạn nhé. Thì như các bạn đang thấy trên màn hình của Sơn, đây là ứng dụng Go Live, ứng dụng Go Live đó. Thì nếu như các bạn chưa đăng ký ứng dụng này thì các bạn có thể là tham khảo đường link phía bên dưới video, cũng như là trước đây Sơn đã từng có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cách để làm sau đó các bạn có thể phát triển với ứng dụng Go Live này. Bạn có thể là search cái từ khóa là Go Live cách ngang ra Sơn PS, sau đó bạn search ở trên YouTube á, thì các bạn sẽ tìm được cái video ngay đầu tiên ở đây, đó là hướng dẫn kiếm 200.000 một ngày trên điện thoại. Thì Sơn sẽ review sơ nét một chút về ứng dụng Go Live. Tới điểm hiện tại thì trong tài khoản của Sơn đang có khoảng là số dư là 2.871.000, và sau đó thì Sơn sẽ làm một cái video để rút được tiền về từ ứng dụng Go Live này nha các bạn ha. Ok, thì bây giờ cái ứng dụng Go Live này thì các bạn có thể là xem được cái những cái danh sách công việc để các bạn cần phải làm ở đây, thì các bạn có thể vào cái mục kiếm tiền ở phía bên dưới, và bạn có thể liên kết tài khoản Instagram hoặc là liên kết với tài khoản Facebook, thì ngay lập tức thì bạn cũng sẽ có cái công việc để khi mà họ giao ra cho các bạn á, thì nhiệm vụ ở đây đó là các bạn có thể là share bài, share group, theo dõi một ai đó, like bài viết, hoặc là comment vào bài viết bất kỳ, thì cứ mỗi một nhiệm vụ tương ứng thì các bạn sẽ nhận được cái số tiền tương tự mà nó hiện lên trên màn hình ở đây. Thì cái việc lưu ý ở đây thì các bạn nếu như bây giờ các bạn sử dụng cái tài khoản của các bạn á, thì chúng ta nên làm với cả tài khoản mà bạn đã tạo được lâu rồi, nó có trên 200 hoặc là 500 bạn bè, và các bạn cũng lâu lâu các bạn vào các bạn đăng bài đăng hình các thứ thì nó sẽ uy tín và chất lượng hơn. Và bên cạnh đó, nếu như tài khoản mới thì bạn nên nhớ là các bạn cũng không có nên thao tác quá nhiều, làm nhiệm vụ vừa phải thôi đó, và bạn cũng có thể là kết nối với nhiều tài khoản vào đây cùng một lúc được nha các bạn nhé. Các bạn có thể là kết nối với nhiều tài khoản vào được. Bạn vào phần tài khoản này, sau đó bạn vào mục quản lý tài khoản, sau đó các bạn thêm tài khoản của các bạn vào, tài khoản có thể là Instagram hoặc là Facebook như Sơn đang vẽ và tô màu đây cho các bạn xem nhé. Bạn có thể thêm tài khoản vào trong đó, và sau đó bạn quay mục kiếm tiền. Thì bây giờ bạn đã muốn là kiếm tiền thông qua Instagram hoặc là Facebook thì bạn có thể là lựa chọn cái hình thức tương tự như vậy. Rồi sau đó thì bạn đã vào cái mục tài khoản ở đây này, thì bạn sẽ nhìn thấy là những cái đường link hỗ trợ của Go Live. Bạn có thể vào là hỗ trợ trên Facebook của họ này, hoặc là bạn có thể là nhận cái hỗ trợ của họ thông qua video á. Đó thì các bạn có thể lên trên kênh YouTube, bạn search là Go Live, kiếm tiền Go Live, thì các bạn sẽ ra được rất là nhiều những cái video của chính chủ, thì họ sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách làm cũng như là cái sự support. Ngoài ra thì mình cũng thấy là họ có trên cả Telegram nữa nhá. Ok, thì cái Go Live này ngoài cái việc là bạn làm nhiệm vụ hàng ngày ra thì bạn cũng có thể là có thêm một vài những cái phần thưởng tương ứng. Ví dụ như bây giờ bạn có thể vào một đô top cùng Go Live này, thì nó sẽ có top theo tuần, top theo tháng, thì cứ mỗi top như vậy thì bạn sẽ được thưởng là dành cho người thắng cuộc là 100.000 hoặc 200.000 tương ứng. Giả sử thì bây giờ là Sơn không có thời gian để Sơn làm cái Go Live này, nên nó Sơn chỉ làm duy nhất một cái đó là top mở bạn thôi, thì Sơn được cái top mở bạn ở đây này, các bạn nhìn thấy này, cái tài khoản của Sơn này là Sơn PS này, và cứ dường như là Sơn làm được cái này khoảng 4 tháng, thì 3 tháng trên 4 tháng là Sơn đạt được giải nhất, và cứ giải nhất như vậy thì mình được thưởng là 200.000 các bạn ạ. Được thưởng 200.000 ở đây này, đây Sơn vẽ tô màu cho các bạn nhìn thấy nhá. Đó, Sơn được thưởng 200.000. Đối với top 1 thì mấy tháng liên tiếp rồi thì Sơn đều đạt top 1 hết các bạn ạ. Rồi, ok. Chúng ta quay lại này. Thì ngoài ra các bạn ạ, nếu như bây giờ các bạn nó có cộng đồng hoặc là có những cái người theo dõi bạn á, thì bạn cũng có thể là hướng dẫn những người khác họ làm với cả Go Live. Họ bắt đầu với Go Live, thì khi mà họ bắt đầu họ làm với Go Live thì bạn sẽ được 5% thu nhập từ họ. 5% thu nhập từ họ nó không có quá cao đâu. Tuy nhiên rằng đây là cái thu nhập thụ động của bạn. Tức là họ làm việc thì bạn vẫn có tiền, thì ở đây là bạn nó tốn cái công giới thiệu và hướng dẫn hỗ trợ cho họ làm mà, đúng không nào? Thì bây giờ Sơn vào cái phần là số lượng người này cho các bạn nhìn thấy số lượng người mà hiện tại đang có trong cái tài khoản của Sơn nhé.
Hiện tại cái tài khoản của Sơn đó thì có gần 5.000 thành viên, 5.000 thành viên. Tất nhiên là không phải là thành viên nào cũng hoạt động, tuy nhiên là mình chỉ cần một vài những cái thành viên nào nó chất lượng, họ hoạt động thường xuyên đều đặn thì mình cũng có thu nhập hàng tháng rồi. Thì Sơn nó để ý ra thì cứ mỗi một tháng á, hiện tại trung bình thu nhập trên tài khoản này của Sơn nó đang có khoảng trên 1 triệu các bạn. Đây là giữa tháng rồi thì Sơn đang có khoảng 464.000 đồng, và cứ đến cuối tháng á, thì nó sẽ được tổng kết lại. Đấy, các bạn cũng có thể kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy được là ai đang ở phía bên dưới của các bạn này, ai đang phía bên dưới của bạn này. Đó. Ok, bây giờ Sơn thoát ra nhé. Rồi bây giờ Sơn sẽ vào cái mục tài khoản này. Sơn sẽ nhìn thấy được rằng cái lịch sử dòng tiền này, lịch sử dòng tiền để mình biết được rằng á, là cái dòng tiền của mình nó đến từ đâu. Giả sử cái tháng trước thì Sơn đã nhận được là 958.000 đồng này từ cái việc là đi giới thiệu thành viên này, được chưa? Ok, rồi bây giờ Sơn sẽ nói và review cho các bạn về cái cách để làm sao đó chúng ta rút được tiền về. Còn nếu như bây giờ bạn đã chưa có xem video về Go Live trước đó và cái cách làm phát triển ra làm sao, thì bạn đã tìm là Go Live Sơn Piat để bạn đã nhìn ra được những cái video trước đây Sơn nói về Go Live, cũng như là bạn nếu như bạn quan tâm về những hình thức kiếm tiền online khác, bạn có thể search cái từ khóa là Sơn Piat hướng dẫn kiếm tiền online nha các bạn ha, thì sẽ ra rất là nhiều những video khác mà Sơn đã từng hướng dẫn các bạn kiếm tiền online và nó ra kết quả rút được tiền về thành công rồi, sau đó để Sơn review cho các bạn nhé. Ok, bây giờ rút tiền thì sao đây, bạn chọn vào cái mục rút tiền chỗ này, rồi sau đó thì bạn có thể chọn cái hình thức thanh toán tương xứng. Giả sử đi bây giờ Sơn đã chọn vào, Sơn sẽ có là thanh toán ngân hàng, Viettel Pay, thẻ Zing, thẻ Garena, thẻ điện thoại, thẻ VTC, phí điện tử Momo. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ thử là thẻ điện thoại xem như thế nào. Giả sử đi bây giờ mình sẽ chọn là mệnh giá là 10.000, và sau đó thì mình sẽ nạp vào cái số điện thoại hiện tại của mình đi, không ok 016 đây, mình sẽ nạp vào cái số điện thoại Viettel của mình chẳng hạn như vậy. Rồi rất là nhanh, nó là báo là thành công, đã gửi tiền và rút tiền lên hệ thống rồi. Thì chắc là sẽ đợi một chút gì đó, sau đó thì nó sẽ chuyển vào cái số tài khoản số điện thoại Viettel của mình để nạp vào cho mình 10.000 đồng. Rồi thì bây giờ giả sử đi bây giờ là mình sẽ chọn cái hình thức khác, bây giờ mình sẽ chọn là qua phí điện tử Momo đi chẳng hạn. Sau đó mình sẽ chọn là số tiền cần rút, thì bây giờ mình sang đang nhìn thấy trên màn hình đấy các bạn, đó là cái min rút là 50.000 và cái maximum bạn có thể rút được là 500.000. Giả sử cái tài khoản của Sơn đang có là 2 triệu, gần 3 triệu đi, thì Sơn sẽ phải rút được trong 6 lần, rút trong 6 lần. Rồi ok, bây giờ mình thử rút một lệnh là 100.000 đi chẳng hạn, và mình cũng rút về cái số điện thoại của mình là số Momo. Nếu như bạn nào mà chưa biết kiếm tiền với Momo để được nhận được 100.000 thì các bạn có thể lên trên kênh YouTube, bạn search từ khóa là Sơn PS Momo thì bạn sẽ ra được rất là nhiều những cái video Sơn đã giới thiệu về Momo trước đó. Và Momo là một cái ứng dụng rất là uy tín, nổi tiếng và Sơn đã làm được 3 năm nay rồi các bạn. Được 3 năm nay và Sơn đã giúp được cho rất là nhiều người kiếm được tiền thành công với ứng dụng Momo này rồi. Rồi, sau đó thì các bạn nhìn trên màn hình của Sơn thì Sơn sẽ rút được tiền về trên Momo như thế nào nhá. Nguyễn Tùng Sơn này, chọn là mục rút tiền này. À, ở đây nó thông báo là bạn vừa mới thực hiện một giao dịch thì bây giờ là hoàn thành để đặt lệnh tiếp theo. Bây giờ mình phải chờ cái giao dịch kia hoàn thành thì mình mới nhận được cái giao dịch tiếp theo. Ok, hiểu rồi. Rồi, ok. Thì bây giờ là review cho các bạn như vậy. Tuy nhiên rằng cái này thì mình cũng đã từng rút thử rồi và nó về được tài khoản thành công. Thì bạn chỉ cần nó làm theo đúng cái hướng dẫn của Sơn thì nó sẽ ra được cái kết quả thôi. Rồi, bây giờ là giả sử đi mình đã tự chọn là rút qua ngân hàng đi. Bây giờ mình muốn rút qua ngân hàng chứ mình cũng không có sử dụng Momo làm gì cho vất vả, thì bây giờ là mình sẽ chọn là ngân hàng này, cái tên là đây là cái tên ngân hàng của mình này. Sau tiếp theo các bạn là chọn là tên chủ ngân hàng này, chủ thẻ này, chọn số tài khoản này, chi nhánh này và số tiền các bạn muốn rút, và sau đó các bạn đã chọn là rút tiền về, rất là đơn giản đó. Thì mình đã rút về số tiền là 2.861.000, và cái video này thì chắc mình sẽ dừng lại ở đây bởi vì mình không có thể nào mà thực hiện hai cái thanh toán gần nhất mà thanh toán kia chưa về tiền đó, thì mình nhận được cái thông báo là như vậy rồi. Thì bạn cũng có thể là thử tìm hiểu thêm một số những thanh toán khác, ví dụ như Viettel Pay này, số tiền cần rút là min là 50.000 và số tiền maximum là 500.000, hay là thẻ Zing này. Zing thì các bạn đó là min là 10.000 và maximum là 100.000. Thì cơ bản rằng cái ứng dụng này mình cũng khá là tự tin, bởi vì sao, mình có quen với cả admin, cái người mà tạo ra ứng dụng Gola này luôn, nên mình cũng không có sợ là mình sẽ bị bùng tiền.
nên số tiền 2.861 này có thể là mình sẽ rút sau, mình nhắn tin cho anh ta chuyển khoản vào cho mình là xong thôi. Ok rồi, thì nếu như có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment phía bên dưới video này để Sơn có thể giải đáp cho các bạn về ứng dụng kiếm tiền với cả GoLive, và Sơn sẽ xin phép dừng video này lại tại đây. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.